Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ hôm nay. Sau đây là bản tin. Hàng loạt cán bộ chủ chốt Đà Nẵng tắm biển để xóa tan tin đồn, khẳng định nước biển Đà Nẵng không bị ô nhiễm. Sáng nay, người đứng đầu Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cùng nhiều công chức đã hòa mình dưới nước biển. Sáng 30 tháng 4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, ông Nguyễn Điệu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cùng ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường, Nguyễn Trần Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường, Phạm Thanh Phúc, Chi cục Phó Bảo vệ Môi trường cùng nhiều cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường đã đi tắm biển tại bãi Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà. Trao đổi với Vietnam Express, ông Nguyễn Điệu nói, kết quả kiểm định mẫu nước ở Đà Nẵng đảm bảo an toàn nên chúng tôi cũng như mọi người yên tâm tắm biển. Chính quyền sẽ thường xuyên lấy mẫu nước đi kiểm tra và công khai kết quả, ông Điệu cho hay. Với thông điệp biển Đà Nẵng an toàn, chiều ngày 29 tháng 4, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể dục và Thể thao Đà Nẵng đã đi tắm biển và cho hay vẫn thường xuyên duy trì thói quen này. Ông Cường cho biết khách nội địa đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ năm nay giảm khoảng 6%, song khách nước ngoài tăng 28%. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng khuyên du khách thưởng thức hải sản tươi sống. Chính quyền vẫn đang giám sát tàu thuyền ra vào Âu Thuyền Thọ Quang để tránh tình trạng ngư dân đánh bắt từ các vùng đang có cá chết hàng loạt đưa về Đà Nẵng bán. Khoảng một tuần trở lại đây, Đà Nẵng xuất hiện tình trạng cá chết rải rác đã phân hủy dạt vào bãi biển. Ngày 27 tháng 4, lấy mẫu nước từ nhiều bãi biển, chính quyền thông báo các chỉ số lượng oxy hòa tan trong nước, tổng chất rắn lơ lửng, thủy ngân đều nằm trong giới hạn cho phép. Chính quyền Đà Nẵng khẳng định nước biển đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao giải trí dưới nước. Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đà Nẵng đã đưa một số cá mú, tôm cua vào nuôi với mẫu nước lấy từ bãi biển Xuân Thiều, Phạm Văn Đồng và kết quả sau một ngày những con này vẫn bình thường. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.